Mày ra mở cửa đi xem lại. Mày nằm trong cái chân dài ừ, mày quá dài. Ta đang ngủ cứ làm ngơ ngực. Anh. Ơ, em à, sang đây có việc gì đấy? À, sang ngủ nhờ cùng bọn anh cho đỡ sợ ma đúng không? Em nghĩ không ạ, ban ngày làm gì có ma. Em nhờ sang sửa cho em cái bóng đèn phòng em. Không hiểu sao anh bật nó không lên. Ơ, sửa bóng đèn á? Bóng đèn đúng nghề của anh rồi. Đi, 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 sang anh sửa đâu ngày xưa. Ôi, anh đi ra ta sang với trước táo bóng đèn đi. Anh ơi, anh xem giúp em cái bóng này. À, bóng này à? Ôi, phòng em đẹp thế nhỉ? Ờ, phòng rộng thế nhỉ? Phòng rộng đấy. Ủa, có cả két sắt cơ. Két này nhiều tiền lắm này. Ừ, đây là mấy hôm nữa là cho anh để nhờ cái sổ đỏ đất nhá. Giường rộng thế nhỉ? À, lại có cả bàn vi tính nhỉ? Cho anh chơi tí nhá. Anh ơi, em là anh có thể sửa điện của em mà. Sửa điện á? À, sửa cái bóng đèn này á? Cái bóng đèn này nó có vấn đề gì em? Ờ, em không biết, từ hôm qua giờ em bật mà nó không lên. Bật không lên á? Tắt nó lên không? Bật không lên, tắt không lên à? À, thôi em đưa tiền đây. Em đưa tiền để làm gì ạ? Thì anh đi mua cái bóng mới về anh thay cho. Em thích màu xanh hay là màu hồng? Nó có nhiều màu như thế ạ? À? Ui, cái này nó nhiều màu lắm. Màu hồng cho nó đẹp với cái phòng này nhá. Ôi thôi ông ơi, ông đã lên kiểm tra rồi, ông biết là hỏng bóng. Chứ đâu nó hỏng đường dây gì sao? Ờ, mày một cười. Theo như kinh nghiệm của tao ấy là cái bóng này chắc chắn là hỏng rồi. Mà tao khẳng định mày nó hỏng đường dây. Mày nhìn hai cái đầu nó đen xì như cái môi mày ấy mà mày bảo hỏng đường dây à? Tao chắc chắn mày là nó hỏng đường dây. Mày học 2 năm đã bị đuổi rồi, tình đi với ai? Đang ngu là còn cứ hay cãi. Mày thi 2 năm trường điện mày có đỗ không mà mày... Mày ngu ấy. Mày ngu ấy. Mày ngu ấy. Ơi, em nhờ hai anh sửa điện cho em cơ mà. Thằng này nó ngu, nó cứ hay cãi đài. Để anh lên đi xem cho. Mày ngu. Lên bố. Ôi giời. Có cần thêm ghế không anh? Thì cái này ghế gì thoải mái mà. Ai à? Ông Sơn này. Mày lên mày hộ tao cái. Chuột rút tay. Thấp để thích chiều cao. Ôi để tao làm cho. Cầm lấy cái chăn. Cứ si diện mày ngu ý. Có đấy nhỉ. À, em này. Dạ. Trước người ta lắp bóng em có đứng đây em xem không? Đứng đây nhỉ, không biết. Có thì không biết lắp thế nào. Thôi từ từ đã. Hả? Từ từ đã. Vậy anh sửa luôn cho em, để lát nữa em còn làm việc. Thôi em cứ bình tĩnh lúc em cần thì anh có thể anh sang phòng anh cấu cái đường dây điện sang cho em cũng được. Từ từ, chúng làm thêm nước đây. Nói chuyện với em mà nóng hết cả mồm. Sửa điện vất vả thật. Ừ. À này em ơi, anh hỏi nhá, thế em đã có người yêu chưa? Có thì sao, không có thì sao ạ? À? À thì để bọn anh hỏi để nắm bắt tình hình ở cái xóm này mà. Em có rồi anh ạ. Ừ, có rồi á? Thật không? Em thề đi, em có chưa? Em có rồi mà. Thế sao em không nhờ người yêu em sửa bóng đèn đi mà lại nhờ bọn anh làm cái gì? Em bị làm sao đấy? Nhớ điện là giật chết người yêu em thì sao? Ồ, thế cô nghĩ là điện nó không giật chết được chúng tôi à? Có thật chết, thế nhưng mà các anh không phải là người yêu của em. Sao đây? Hả? Khôn như cái bà này ở xóm trọ mình không ở được đâu. Về. Sao kìa? Người yêu em gọi người yêu